Rồi rồi rồi, xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là cái video góc nhìn sau phiên giao dịch ngày hôm nay của em Tùng ha. Ok, hôm nay là một cái phiên tăng cũng khá là tốt đúng không anh chị? Và những cái mã cổ phiếu như là chứng khoán hôm nay tăng trần rất là nhiều. Cùng với đó là anh chị thấy được rằng là cũng kéo theo những cái nhóm ngành khác cũng có những sự tích cực và duy trì được đà tăng cho chỉ số thị trường. Cái điều quan trọng ở thời điểm hiện tại anh chị, điều quan trọng mà em thấy vui mừng hơn á, đó là thị trường vẫn giữ được ở trên cái vùng 1196. Đó là một cái điều quan trọng, đó là những cái tín hiệu rất tích cực của thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, và thậm chí có những sự bật tăng rất là tốt nữa đó. Và anh chị cũng thấy là được thấy được rằng là cái danh mục của chúng ta ở thời điểm hiện tại tăng rất là tốt đúng không chị? Những cái danh mục mà em đã khuyến nghị cho mọi người trong những cái giai đoạn trước đó của thị trường thì ngày hôm nay cũng có những cái mức độ tăng rất là tốt, và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu ở những cái giai đoạn trước đó, thì anh chị sẽ thấy được rằng là những cái mã cổ phiếu trong giai đoạn trước em thiết kế cho mọi người, những cái mã cổ phiếu như là Hoa Sen, Đất Xanh, CAI, Novaland, rồi Gil, SSC, HCM và Đạt Phương là những cái danh mục mà em đã thiết kế cho mọi người ở trong cái giai đoạn trước. Và ở trong cái giai đoạn này gần như những cái sự thay đổi đó nó không có quá nhiều, chỉ thêm là một cái mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu Gil vào thôi đúng không, là một cái mã cổ phiếu Gil vào thôi. Và ngày hôm nay thì em có mua thêm đối với SSC đó, trước đó thì em có tham gia với Kinh Bắc nữa. Thì những cái danh mục ngày hôm nay bật tăng rất là tuyệt vời đúng không chị? Và anh chị thấy được rằng là trong hai chu kỳ, những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã tham gia và chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ á, thì những cái mã cổ phiếu như Đất Xanh vẫn rất là khỏe 40% rồi anh chị. Hoa Sen ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy là cũng được đâu đó là khoảng tầm gần 7%. Novaland thì anh chị thấy được rằng là ngày hôm nay mặc dù áp lực bán khá là lớn, và Novaland ở thời điểm hiện tại chuyển biến nó cũng khá là xấu rồi trong mặt ngắn hạn, nhưng mà nó chưa có những cái dấu hiệu là gọi như là bị bán tháo hay là kết thúc một cái nhịp tăng đâu anh chị. Ví dụ như Novaland này, hôm nay thì nó rơi xuống ở phía dưới này thì nó mất thời gian hơn thôi, chứ nó cũng chưa có vấn đề gì nó quá lớn đâu đối với lại Novaland ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Khi nào Novaland nó mất cái vùng giá 19 á, thì lúc đó Novaland mới có những cái xu hướng là điều chỉnh về những cái vùng như là vùng 17.8, vùng 18 này, sau đó bám cái đường mây đi lên đó anh chị ha. Thì Novaland khi nào mất cái vùng này thì anh chị mới cần phải lo lắng đó. Thì Novaland thì anh chị thấy được rằng là cái danh mục cũng đang được 11% thôi đó. Rồi những cái mã cổ phiếu như HCM ngày hôm nay tăng trần đúng không anh chị? HCM ngày hôm nay tăng rất là tốt ngày hôm nay đó, tăng trần. FTS cũng tăng trần đúng không, là những cái mã cổ phiếu rất là tốt. Rồi Đạt Phương ở trong giai đoạn trước đó, đến thời điểm hiện tại cũng được 17%. Thì đây là những cái danh mục thiết kế, và anh chị cũng thấy là đây, thì đây là những cái danh mục trong khách hàng của em anh chị ha, và người thật việc thật đó, thiết kế ra sao thì danh mục của anh chị nhà đầu tư khách hàng nó như vậy anh chị ha. Những cái danh mục mà em thiết kế cho mọi người rất lâu rồi, như là những cái mã cổ phiếu HDC thì ngày hôm qua mới mua thôi thì cũng được gần 3%, không nhiều nhưng mà cũng tạm ổn anh chị ha. Rồi như là Đất Xanh này cũng được 23% này, CAI ngày hôm nay cũng tăng rất là tốt đầu phiên, VCG thì không nói rồi, VCG từ trong chu kỳ trước rồi, rồi HCM này đó, thì đó là những cái danh mục mà em thiết kế cho mọi người trong những cái giai đoạn vừa rồi anh chị ha. Đó thì hôm nay cũng khá là vui, và gần như là anh chị nào mua T cộng ở trong cái giai đoạn vừa rồi thì gần như anh chị cũng có quà đúng không. Khi mà anh chị tham gia vào những cái phiên giao dịch mà em có chia sẻ với mọi người là cái phiên bắt đáy này này đó, thì ở thời điểm hiện tại anh chị đều có quà hết đúng không? Thì đó là một cái điều đáng mừng. Và anh chị nào mà có tâm lý chốt lại thì dường như có thể là sáng ngày hôm nay chị chốt lại đi, thì chiều nay có cảm giác như mất hàng, nhưng mà đừng nha anh chị. Nhưng mà tuyệt đối ở thời điểm hiện tại anh chị đừng mua đuổi nha anh chị. Nếu mua đuổi thì chị mua ở những cái mã cổ phiếu mà nó còn điểm mua. Em ví dụ cho mọi người ở đây nha. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu như IDI này, ví dụ như CMX này, thì những cái mã cổ phiếu này anh chị mua được, nhưng tuyệt đối đừng có tham gia với những cái mã cổ phiếu như HCM, ví dụ FTS trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà nó tăng rất là mạnh rồi nha anh chị. Đó, thì đó là cái điểm lưu ý nếu anh chị đang có xu hướng là bị bán mất hàng ngày hôm nay và có tâm lý là nghỉ lễ nha anh chị. Tí nữa em sẽ chia sẻ với mọi người là khi nào thị trường có những cái tín hiệu điều chỉnh nha. Khi nữa đối với góc nhìn cá nhân của em á, thì em cũng có chia sẻ với mọi người trong room khách hàng buổi sáng ngày hôm nay. Tại vì buổi sáng ngày hôm nay á, anh chị, thì cái tâm lý khi mà có những cái gần lễ á, thì mọi người khi mà thị trường đỏ điểm á, thì mọi người rất là hoang mang. Thì em có cập nhật cho anh chị ở đây. Rồi, ở đây nè, buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng cập nhật cho anh chị về cái nhận định thị trường thôi. Đó, thị trường ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy được rằng là vẫn đang có những cái vùng hỗ trợ ngắn hạn, đó là quanh cái vùng 1190, 1196 cũng tương đối tốt. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng, giữ được trên vùng này thì chưa có vấn đề gì quá lớn. Và anh chị thấy được rằng là ngày hôm nay em có khuyến nghị anh chị hai mã cổ phiếu mà quan sát thôi, đó là GVR và CAI. Nhưng mà CAI thì rõ ràng là chúng ta đã như em có chia sẻ với mọi người là cái danh mục của em cầm CAI khá là lâu rồi anh chị. Có những cái danh mục cầm CAI từ cái giai đoạn trước á, từ cái giai đoạn đầu là có 20-30%, 40% rồi anh chị. Đó, thì đây là những cái điểm trading ở trong cái giai đoạn vừa rồi thôi. Đó, mọi người ha. Ok, như CAI này. Đấy,
8% anh chị ha. Đó, thì buổi trưa khi mà thị trường giảm điểm, khi mà thị trường giảm điểm thì em cũng có chia sẻ với mọi người về lúc mà thị trường đang có một cái cây nến đỏ giảm điểm này buổi trưa, lúc đó là thị trường bị áp lực bán vào đầu phiên chiều anh chị, vào đầu cuối phiên sáng, đầu phiên chiều thì thị trường có một cái áp lực bán. Thì em có cập nhật diễn biến cho mọi người, đó là cuối phiên sáng nay thị trường áp lực bán khá là mạnh, tuy nhiên là vẫn chưa vi phạm gì cả. Hàng có sẵn nếu anh chị muốn chốt thì tùy nhu cầu của anh chị thôi. Nhưng ở đây em có nói với mọi người là đừng có chốt hết và nâng chặn lại cho em lên là 1196 là được, đúng không? Chốt là đừng có chốt hết anh chị, ở nguyên tắc là như vậy nha mọi người. Thị trường sẽ gặp rủi ro điều chỉnh 20-50 điểm, khi nào mất 1196 thì thị trường sẽ có thêm một nhịp chỉnh. Chính vì vậy khi thị trường vẫn còn nằm ở trên giữ được cái vùng 1196 á thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều anh chị ha. Và cái vùng 1196 này nó rất là quan trọng, và đây sẽ là những cái điểm chặn lại sớm cũng như là cắt lỗ sớm. Và em còn nói thêm một cái câu cho anh chị ở đây, đó là view cá nhân của em á thì thị trường sau lễ có chỉnh thì sẽ chỉnh ở khoảng thời gian đó nha anh chị. Đó, cho nên á là ở ngày hôm nay thì em không có đưa ra cho mọi người những cái điểm chốt lời gì cả. Ok mọi người ha, mà thậm chí là cho mọi người có thể là mua thêm đối với những cái mã cổ phiếu. Ví dụ như là buổi hôm nay á thì em có nói với mọi người là khi mà em bắt đáy vào những cái mã cổ phiếu thép vào ngày 22 tháng 8 anh chị ha, đối những cái mã cổ phiếu như là Hoa Sen, Nam Kim rồi anh chị. Đây nè. Thì bắt ở kênh đến nay em cho mọi người bắt, đúng không? Đó, thì ở thời điểm hiện tại nó đang xử lý cản anh chị. Thì em thấy được rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã có những xu hướng là xử lý được cái cản rồi. Chính vì vậy á là em có nói với mọi người là hôm nay thép đang muốn vượt cản. Chúng ta cứ xem xử lý như thế nào nhé cả nhà. Nếu mà chiều nay kéo vượt cái cản T cộng là chiều nay là thép nổ đó, nhưng mà chiều nay thì chưa đủ thời gian. Cổ phiếu thép nó chỉ tăng được có 3% thôi anh chị đó, và nó vượt được luôn được những cái vùng cản ha. Nam Kim thì cũng đóng đến gần như là vượt trên được những cái ngưỡng cản đó, cho nên là ở trong cái giai đoạn sắp tới thì khả năng cao là trong những cái giai đoạn sắp tới là thép là nó sẽ có những cái tín hiệu tích cực này đó, và nó hướng tới những cái vùng target tiếp theo, đó là những cái vùng như là 22 đối với lại Hoa Sen, rồi Hòa Phát có thể là 28 đến vùng 30, rồi Nam Kim có thể là quanh cái vùng 23-24 đó. Thì đó là những cái chia sẻ cũng như là những cái nhận định của em ngày hôm nay nha anh chị. Và đây cũng là cái room khách hàng của em. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành, chưa có người hỗ trợ thì mọi người nhớ là liên hệ với em qua số điện thoại ở trên màn hình đang chạy ở đây nè. Hoặc là mọi người có thể là chuyển ID về ID của em là Z194 nha anh chị, Nguyễn Thanh Tùng, để anh chị có thể là đồng hành cùng như đó là em thiết kế danh mục cũng như là tìm kiếm điểm mua cho anh chị trong những cái chu kỳ sau. Và điểm mua tiếp theo của anh chị là trong cái khoảng thời gian nào? Thì như cái view của em nha anh chị, như cái view của em trong cái khoảng thời gian gần đây nha, thì em có nói với mọi người buổi trưa là chỉ số VN-Index của chúng ta xét về mặt chỉ số nha, thị trường vẫn chưa có những cái dấu hiệu rủi ro và khả năng tăng của thị trường là tương đối cao. Thị trường cũng đang có những cái xu hướng là tiệm cận lại những cái vùng đỉnh này đó. Tuy nhiên khi mà tiệm cận lại cái vùng đỉnh này thì khi nào thị trường điều chỉnh, khi nào thị trường điều chỉnh, thì đối với cá nhân em thấy được rằng là thị trường sẽ có khả năng điều chỉnh là khoảng thời gian sau lễ. À, khoảng thời gian sau lễ, trước lễ thị trường vẫn chưa có vấn đề, nhưng mà sau lễ cụ thể là cái khoảng thời gian đâu đó là khoảng tầm cuối tuần sau, cuối tuần sau khi mà nghỉ lễ tầm khoảng ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7 á, thì thị trường bắt đầu sẽ có những cái tín hiệu rung lắc. Còn từ giờ đến cái khoảng thời gian trước ngày mùng 6 á, là mọi người cứ yên tâm về thị trường, tại vì thị trường sao anh chị, thị trường đã vượt được cái run phẳng này đó, là thị trường phá đi cái thế chỉnh ngắn hạn rồi. Đó, và thị trường đang có những cái xu hướng là tiệm cận là những cái vùng đỉnh cũ. Cho nên đối với lại cái khoảng thời gian sắp tới của thị trường gần lễ, ngày mai là phiên giao dịch cuối cùng, rồi chúng ta sẽ bước vào một cái kỳ nghỉ lễ đúng không? Và đến cái sau lễ thì mọi người cứ yên tâm, đến cái khoảng tầm cuối tuần của cái tuần sau lễ thì mọi người mới bắt đầu phải lo lắng về thị trường. Anh chị đã thấy những cái mã cổ phiếu nó đã có những cái xu hướng sau khi vượt kỳ run phẳng thì sao anh chị? Phá thế khách sạn thì sao? Tiếp tục bật tăng, và thậm chí như FRT nó còn vượt đỉnh luôn mọi người. Vượt đỉnh luôn. SSI thì sao anh chị? SSI này, anh chị thấy này, tiếp tục vượt đỉnh khi mà vượt kỳ run phẳng, vượt đỉnh. Rồi những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó là một cái gọi như là một cái động lực và một cái xu hướng trước của những cái của thị trường anh chị. Đó, thì khi mà HCM nó vượt được Kijun, sau đó nó có tích lũy vài phiên sau tiếp tục bật tăng vượt đỉnh đúng không anh chị. Rồi FTS cũng vậy. Cho nên là ở thời điểm hiện tại về cái xu hướng của thị trường á, mọi người cũng không cần phải lo lắng được, không cần phải lo lắng. Nhưng ở thời điểm hiện tại á, thì nếu mà muốn mua thì mọi người nên phải chắc lọc một chút anh chị, chắc lọc cổ phiếu một chút, đừng hạn chế mua đuổi với những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay tăng mạnh.
đặc biệt là nhóm chứng khoán, nó sẽ chưa chỉnh ngay đâu, nhưng nó sẽ không mang lợi thế T cộng cho anh chị cũng như là lợi thế về giá cho anh chị. Những cái vùng mà hiện tại của nhóm ngành chứng khoán nó sẽ là những cái điểm mà anh chị chuẩn bị canh chốt lời sau lễ thôi nhá, chứ không phải là những cái điểm mua mới cho anh chị nữa. Cho nên là cẩn thận với những cái việc mua đuổi đó, tham gia với những cái mã cổ phiếu. Ví dụ như ngày hôm nay em có cho mọi người tham gia với những cái mã cổ phiếu như là CMX này, IDI này, thì mọi người đánh T cộng thì mọi người cứ chú ý đối với những anh chị nào đang full tiền. Tại vì em biết là đến cái khoảng thời gian nghỉ lễ thì mọi người sẽ có một cái tâm lý đó là mọi người bán ra để mọi người nghỉ lễ. Nhưng mà cái việc đó là việc không nên anh chị, tại vì chúng ta nghỉ có mấy ngày thôi mọi người. Cái quá trình giao dịch của chúng ta cả năm trời, chúng ta nghỉ lại có mấy ngày thôi, tại sao chúng ta lại phải bán hết những cái lượng hàng mà chúng ta đang có vị thế tốt như vậy, đúng không? Ví dụ như là những cái mặt cổ phiếu như là đất xanh chẳng hạn, thì theo mọi người với một cái vị thế ăn 40% như thế này, hay là những cái mặt cổ phiếu đạt phương ăn 18% như thế này, thì mọi người theo mọi người thì mọi người có nên bán hết hàng hay không, đúng không? Rõ ràng là chúng ta nếu mà muốn có nhu cầu chốt lời á thì mọi người cứ chốt từ từ, chốt từ từ, đúng không? Chốt từ từ, chứ mọi người đừng có bán hết nha anh chị. Tại vì hôm nay thì cũng có rất là nhiều anh chị chia sẻ với em về cái câu chuyện đó là ngay cả trên livestream luôn nha anh chị, chứ không phải là inbox riêng đâu. Đó là anh chị đang cầm full tiền thì làm như thế nào đó. Thì em có tư vấn cho anh chị về cái việc đó là anh chị cứ tham gia với một cái tỷ trọng nó vừa phải thôi, đừng có cầm full tiền ở thời điểm hiện tại. Tại vì nếu một vài phiên tới thị trường kéo lên là dễ anh chị bị FOMO lắm, dễ anh chị bị FOMO lắm. Cho nên là cứ tham gia với một cái tỷ trọng vừa phải để mà có hàng cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ gia tăng trong cái quá trình nó đi lên, hoặc là nó tạo ra những cái điểm cân bằng trở lại mọi người nha. Rồi thì đó là cái chia sẻ của em ngày hôm nay để mà gửi tới cho anh chị. Và anh chị nếu mà muốn chú ý thì ngày mai anh chị có thể là tham gia với những cái mã cổ phiếu như là thủy sản này thì nó đang vượt cản nên chị, thì anh chị muốn tham gia rồi những cái mã cổ phiếu như GVR chẳng hạn, nó cũng chưa tăng mạnh đâu, thì mọi người hoàn toàn có thể là tham gia đối những cái mã cổ phiếu này, hay là SJC đó. Thì những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu nó vẫn đang còn có những cái xu hướng là ở trong những gần cái vùng hỗ trợ, và nó có những xu hướng là vừa vượt cái cản rồi, cho nên là mọi người có thể là hoàn toàn có thể tham gia mua mới đối với những cái mã cổ phiếu này một cách bình thường anh chị ha, và tham gia với một cái tỷ trọng vừa phải thôi. Tại vì ngày mai anh chị tham gia là anh chị mua sát lễ đó, sát lễ, cho nên là nếu anh chị không chịu đựng được thì mọi người chờ đến khoảng cuối tuần của sau lễ, anh chị hình dung không? Đó, anh chị hình dung cái cách giao dịch ở thời điểm hiện tại không? Nếu mà anh chị sợ là sau lễ anh chị không có hàng để chốt á, thì mọi người cứ tham gia một phần tỷ trọng thôi. Đó, đến cái khoảng thời gian từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 này, sau những cái khoảng thời gian này, chứ không phải đến cái khoảng thời gian đó thị trường sẽ sập đâu nha anh chị. Đến cái khoảng thời gian đó thị trường sẽ sập thì em không biết, nhưng mà đến cái khoảng thời gian này thị trường sẽ có những cái xu hướng là tăng yếu hơn. Tăng yếu hơn thì sau cái khoảng thời gian này thị trường sẽ có những cái sự rung lắc nhất định. Đó, cho nên là nếu mà anh chị muốn tham gia thì nếu đã lỡ nhịn rồi á thì nên nhịn đến khoảng sau cái khoảng thời gian này, đợi thị trường cân bằng trở lại, thị trường tìm những cái điểm cân bằng trong ngắn hạn, thị trường vẫn có rồi chúng ta sẽ tham gia lại sau nha anh chị. Lưu ý giúp điều này giúp em, và nếu anh chị chưa có người đồng hành phù hợp hay là chưa có chiến lược giao dịch phù hợp á thì mọi người cứ liên hệ với em nha anh chị, để em có thể đồng hành và hỗ trợ mọi người nhiều hơn trong quá trình tiếp theo, và chúng ta cũng sẽ đồng hành kiếm tiền để thiết kế cho anh chị những cái danh mục đẹp như thế này nha anh chị. Ok mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Mọi người nhớ để lại cho em Tùng một nút like, cùng với đó là một quả tim ở phần comment để ủng hộ cho video, cùng với đó là cái kênh Ichimoku Club để mà tiếp tục phát triển, để mà hỗ trợ mọi người nhiều hơn, đưa ra những cái nhận định cũng như là những cái góc nhìn cho anh chị tham khảo nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có một buổi chiều vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn và thật thành công trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường.